Chiều ngày 21 tháng 7, Liên Bộ Tài chính Công Thương thực hiện điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, giá xăng E5 giảm 2.710 đồng trên một lít xuống 25.070 đồng trên một lít, xăng A95 giảm 3.600 đồng trên một lít xuống mức 26.070 đồng trên một lít. Cùng với xăng, các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh giảm giá. Cụ thể, dầu diesel giảm 1.740 đồng trên một lít, còn 24.850 đồng trên một lít. Dầu mazut giảm 1.164 đồng trên 1 kg, còn 16.548 đồng trên 1 kg. Dầu hỏa giảm 1.100 đồng trên 1 lít, còn 25.240 đồng trên 1 lít. Kỳ điều hành này, Liên Bộ quyết định không chia quỹ bình ổn đối với các mặt hàng, thay vào đó thực hiện trích vào quỹ với mức 950 đồng trên 1 lít với xăng E5, A95 và 550 đồng trên 1 lít với dầu diesel, dầu hỏa 700 đồng và dầu mazut 950 đồng trên 1 kg. Thời gian áp dụng từ 15 giờ ngày 21 tháng 7. Như vậy, đây là lần thứ 3 liên tiếp các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giảm giá với mức giảm giá khá mạnh. Kỳ điều hành ngày 11 tháng 7, với việc giảm thuế bảo vệ môi trường xuống mức sàn, các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm từ hơn 2.000 đồng trên 1 lít đến hơn 3.100 đồng trên 1 lít. Từ đầu năm đến nay, xăng dầu đã trải qua 19 kỳ điều hành giá, trong đó có 6 kỳ giảm giá và 13 kỳ tăng giá. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về vloa@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.